Và bây giờ đến giờ phút bật thử con máy tính lên. Ui, RGB ấy nhỉ? Bạn thấy không? Tất cả mọi chỗ đều có RGB nhưng mà cái chúng ta cần có phải RGB đâu. Bây giờ sẽ đến cái phần mà mình sẽ setup lại toàn bộ đèn LED bên trong này và xem mà đúng tông màu sẽ như thế nào. Messi là cái tên chúng ta nghe thấy nhiều nhất trên tất cả các mạng xã hội cũng như các mặt báo sau đêm chủ nhật vừa rồi. Và sau có loạt penalty định mệnh đấy thì đã biến Messi trở thành cầu thủ vĩ đại nhất thế giới với chiếc World Cup rất là to. Và với mình là một fan Messi và ngay sau khi xem cái loạt pen đấy thì điều mình nghĩ ngay đầu tiên đó chính là mình sẽ build một bộ PC với tông màu xanh và trắng của Argentina. Và trong ngày hôm nay thì mình đang có trên bàn là khoảng tất cả linh kiện khoảng tầm hơn 100 triệu đồng để mình build một bộ máy với tông màu xanh và trắng. Và nó hoàn hảo giống như số 10 của Messi vậy. Và tất nhiên là nó hoàn hảo nhưng mà phải tính đến những linh kiện mình đang có ở studio. Nên không có thì mình cũng không thể nào làm được. Nhưng mà đây, hiện tại trên bàn mình là tổng những cái linh kiện có mức giá lên đến hơn 100 triệu đồng. Và chúng ta hãy cùng xem cái bộ máy tính này nó sẽ như thế nào nhé. Ultimate nghĩa là tối thiểu, cũng như Zidly LH1 với giá bán lẻ chỉ 1 triệu đồng nhưng có đến tận 2 chế độ kết nối, không dây hoặc có dây, cùng đèn LED RGB cực chất, âm thanh vòng 7.1 mang đến những trải nghiệm siêu thực 360 độ trong game, pin cực trâu lên tới 20 tiếng sử dụng liên tục và chỉ sạc trong vòng 3 tiếng đủ sức chơi cả tuần. Acom đang giveaway miễn phí chiếc tai nghe này, tham gia cực kỳ đơn giản, chỉ cần quét QR code trên màn hình hoặc click vào đường link ở dưới phần mô tả video và làm theo hướng dẫn. Hàng ngày check in và chia sẻ link, bạn sẽ nhận thêm được hội trúng giải nhé. Và với cái ngân sách 100 triệu ấy thì chúng ta không thể nào mà lên website Hacom và chọn những cái linh kiện từ cao đến thấp được. Như thế thì nó vẫn không đúng tông màu. Và với yêu cầu đầu tiên, mình không nói về cấu hình, không nói về tất cả những thứ như là hiệu năng các thứ, mình chỉ muốn nó chính là tông màu trắng xanh và mạnh nhất có thể. Thì chúng ta lại không có mainboard nào DDR5 cả. Và chiếc mainboard mà mình gọi là đắt nhất mình có thể tìm được màu trắng đó chính là chiếc Asus ROG Strix Z790A Gaming Wi-Fi nhưng lại DDR4. Và cái điểm mà mình cần thì nó vẫn có ở trên chiếc mainboard này, tại vì nó thù gì vẫn là một cái dòng cao cấp. Và cái điểm mình cần nhất đó chính là màu trắng trên gần như toàn bộ mainboard. Và những cái phần mà chúng ta có thể che lại sau khi lắp, ví dụ như khe này thì hoàn toàn che lại được. Gần như nó tổng thể các bạn lắp lên vẫn có màu trắng và chúng ta có thể đặt RGB ở đây. Mình có thể chuyển thành màu xanh, đúng với màu của xanh trắng mà. Và ngoại trừ cái việc mà chúng ta dùng DDR4 ra, nó hơi lấn cấn chỗ đấy thôi, thì toàn bộ tất cả những tính năng ăn chơi trên chiếc Z790A này nó gần như là rất là cao cấp. Ví dụ như là các bạn nhìn số cổng USB này, các bạn nhìn cái số lượng kiểu như là SD, thì các bạn với một người dùng bình thường, mình đảm bảo là các bạn sẽ không bao giờ dùng hết được tất cả những cái gì trên con mainboard này đâu. Nên các bạn yên tâm là tính năng ăn chơi. Và ngày hôm trước ấy, chúng mình có live stream và có cả Hoàng với mình ấy, thì cũng đã thử là full load chiếc Core i9-13900K trên con mainboard này rồi. Và VRM chỉ khoảng tầm 50-60 độ thôi, quá mát, chẳng có gì để chê cả, ngoại trừ DDR4. Về CPU, chúng ta còn lựa chọn nào khác à? Không còn một lựa chọn nào khác, đó chính là chiếc Core i9-13900K. Và tại sao mình không chọn KF, mặc dù KF bỏ cả con boss và trên danh nghĩa tốt hơn chơi gaming. Tại vì chúng ta bỏ được khoảng tầm 16 triệu đồng ấy, thì chả có lý do gì chúng ta tiết kiệm 700.000 để mua bản KF cả. Chúng ta xông xanh thoải mái đi. Nên là 13900K này nó chính là cái lựa chọn của mình. Và nó ngắn gọn ấy, thì chiếc 13900K này nó là con CPU gaming tốt nhất hiện tại bây giờ. Và nếu các bạn đã biết rõ về con 13900K này ấy, thì các bạn có thể tua đến cái phần tiếp theo, đó chính là ví dụ RAM các thứ. Và nếu các bạn chưa biết thì con 13900K này nó có 8 nhân hiệu năng cao với mức xung turbo tối đa là 5.8 GHz. Và ngoài ra khi mà các bạn dùng tác vụ nhẹ ấy, thì nó có 12 nhân gọi là nhân tiết kiệm điện để các bạn gọi là giúp CPU nó mát mẻ hơn, bền bỉ hơn. Và đến với ổ cứng thì mặc dù chúng ta dùng là tất cả trên mainboard này và CPU này được hỗ trợ SDNA NVMe Gen 4 hoặc là Gen 5 nếu các bạn dùng các mainboard RAM 5, hỗ trợ Gen 5, nhưng mainboard này chỉ hỗ trợ Gen 4 mà thôi. Nhưng mà để phù hợp với tông màu trắng xanh thì mình lựa chọn đây không phải là một mà là hai chiếc SD Western SN750 và nó màu blue, xanh trắng mà. Và nếu các bạn thích, các bạn không quan tâm đến màu sắc cho lắm, các bạn có thể lựa chọn những con SD Gen 4 để các bạn có những cái tốc độ tối đa tốt hơn. Và các bạn hãy lưu ý cho mình là bây giờ ấy, game nó rất là nặng rồi nên mình nghĩ về cái dung lượng 500GB là không đủ. Các bạn nên chọn những ổ cứng từ 1T trở lên. Đây mình dùng là 2 con 500GB. Về cơ bản, một người bình thường thì ban đầu mình nghĩ thì các bạn lắp vào cái khe này, các bạn sẽ có băng thông tốt nhất từ CPU xuống dưới đây. Nhưng đó là khi các bạn dùng các SSD mà Gen 4. Còn nếu mà các bạn dùng SSD Gen 3 như mình ấy, con này chỉ là Gen 3 thôi, thì việc dùng những khe phía dưới này nó lại hợp lý hơn rất nhiều.
Tại vì các bạn không mất tốc độ, khe dưới này vẫn là gen 3 mà. Và các bạn có thể hoàn toàn cái khe về trên này, các bạn về sau các bạn nâng cấp thêm SSD mà không phải tháo lít kích cả màn hình các thứ ra. Các bạn lắp SSD về sau nâng cấp vào đây. Còn các SSD ban đầu các bạn lắp vào bên này để về sau các bạn dễ dàng nâng cấp. Và thứ cuối cùng chúng ta lắp vào con mainboard trước khi chúng ta cho vào cây là gì? Đó là RAM. Và mình rất muốn sử dụng những cái RAM màu trắng kiểu Kingston chứ RAM lấy tình yêu ấy, hoặc là con RAM XPG đặt của Atata. Nhưng mà mình lại còn không có đủ số lượng thanh ở đây, nên là mình chỉ có thể có lựa chọn duy nhất, đó chính là dùng RAM màu đen thôi và chúng có đèn LED ở trên. Và chúng ta không phải dân chơi trả góp, chúng ta là dân chơi thực sự khi chúng ta không phải dùng một thanh Venzen mà chúng ta dùng đến bốn thanh và bốn đèn LED vào đây. Ở đây chúng ta có thanh RAM 16GB bớt 3200, tổng dung lượng RAM của bộ này sẽ là 64GB. Không biết dùng khi nào cho nó hết được nữa, trừ khi các bạn gọi là làm dựng phim rồi chơi game, mình nghĩ là không bao giờ hết nổi 64GB đâu. Và mặc dù DDR4 ấy thì nó cũng hơi lấn cấn một tí khi mà hiệu năng gaming nó vẫn sẽ là thấp hơn DDR5, nhưng thấp hơn một chút thôi. Đây là do lựa chọn main của mình, mà mình không con main nào có thể gắn DDR5, chứ còn nếu mà có thì mình sẵn sàng mình lựa chọn những kit DDR5 khủng bố hơn rất là nhiều và phù hợp với ngân sách 100 triệu của chúng ta hơn. Bây giờ chúng mình dùng bốn cái thanh này thì để cho mình chỉnh bốn màu là hai vạch xanh hai vạch trắng, chuẩn màu luôn, không lệch được. Và khi nói đến main và cạc trắng, có thể chúng ta có rất ít lựa chọn, nhưng mà đến cây trắng thì thực sự nó vô số, và đặc biệt toàn cây cao cấp thôi. Khi nói đến cây trắng ấy, thì mình nghĩ ngay trong đầu những cái tên như kiểu là Corsair 4000D, NZXT-H7, Lionly Lancoon 3 hay là Lionly O11 Dynamic. Và cái cây mình lựa chọn ngày hôm nay đó chính là chiếc NZXT-H7. Tại sao những con cây kia cũng rất là đẹp? Các bạn nhìn cây, các bạn có thể nói chung là nhìn thì 9 người 10 ý các bạn có thể thấy con cây này đẹp, con cây kia không đẹp. Nói chung là tùy thôi. Nhưng mà có một cái điểm ấy mà mình đảm bảo các bạn phải đồng ý với mình. Đó chính là chiếc NZXT-H7 này nó có một cái hệ thống DJ cực kỳ thông minh ở phía sau. Các bạn có thể họ đã có những đi sẵn cái đường DJ rồi, các bạn chỉ việc là luồn dây vào đấy là đi luôn ngay lập tức, không cần phải gọi là dây thít dây thủng gì lằng nhằng cả. Và ngoài ra ấy, thì mình lựa chọn phiên bản Flow thay vì phiên bản thường, tại vì chúng ta có rất nhiều lỗ thoát khí ở trên này. Rất nhiều lỗ thoát khí nên là các bạn có thể thoải mái tản nhiệt cho những chiếc cạc bên trong hoặc là CPU bên trong được mát nhất. So với việc trước đây NZXT nổi tiếng là bí và nóng, tại vì họ thẳng hết chỗ này, không có chỗ mà hút khí, nhưng bây giờ NZXT khác rồi. Flow này gọi là cực kỳ mát luôn, cực kỳ ngon. Và con cây chúng ta gắn gì đầu tiên? Chúng ta không phải là gắn mainboard với cả CPU đâu, chúng ta phải gắn nguồn. Và hơi buồn là bây giờ chúng mình không có một con nguồn trắng nào cả. Ngày trước chúng ta có Corsair RM850, nhưng mà bây giờ con đấy đi vào dĩ vãng rồi, nên là mình buộc phải dùng một chiếc nguồn đen. Mình ở đây hiện tại đang có sẵn là chiếc Hydro G Pro 1000W, con này từ lâu lắm rồi. Nói chung là các video của mình dùng khá là nhiều con này. Nhưng mà điểm buồn đó chính là chúng ta có một chiếc nguồn đen, chúng mình có toàn bộ dây màu đen thì nhìn nó hơi chối một tí. Và bây giờ nhưng mà ấy, có một cái các bạn có thể sửa được. Các bạn có thể là không sửa được dây CPU, tại vì nó là trên này thì nó cũng không ai nhìn vào cả. Các bạn có thể không sửa được dây VGA thành màu trắng đâu, tại vì tí nữa mình sẽ nói. Nhưng có một cái là dây 24 pin, các bạn chỉnh được. Các bạn sẽ, mình không biến nó thành màu trắng mà mình biến nó thành RGB để mình chỉnh những cái màu mình mong muốn với cái bộ Lionly Streamer Plus V2 này. Đây là một bộ chúng mình bán khá là chạy và nó đẹp, thực sự nó đẹp. Và các bạn để ý nhé, đây là phiên bản V2 này. Thì các bạn có đến là 24 chế độ màu sắc khác nhau ở trên từng cái sợi của con dây này. Để lấy này từng sợi của nó một luôn. Và ở phiên bản V2 này thì Lionly họ thêm cho chúng ta đó chính là hai cái sợi LED ở ngoài cùng. Và họ giảm kích cỡ dây LED từ 2,8 ly xuống 2,1 ly. Nên là cái sợi ánh sáng thì nó sẽ thanh lịch hơn rất nhiều, đỡ cục xúc hơn phiên bản V1. Nên các bạn mua ấy, nhớ chọn phiên bản V2 thay vì V1 nhé. Và màu đen như gì? Không sao, mình cắm vào phát thành trắng ngay. Rồi bây giờ thì con dây này, con nguồn này trước chúng mình cắm khá là nhiều máy, và đặc biệt máy test chúng mình dùng con nguồn này. Nhưng bây giờ chúng ta không cần dùng nhiều đến mức này đâu, nên là mình sẽ rút bớt dây ra. Chúng ta sẽ cần là 16 pin CPU à? Ok, hai cây của CPU này. Mấy cái dây nguồn SATA này chắc là tí nữa mới cần, tí nữa mình sẽ xem xét là gắn bao nhiêu. Đấy, mình sẽ để tạm vào đây và chúng ta dây nguồn cho cả 2 giây, chắc là đủ. Và khi các bạn lựa chọn nguồn ấy, thì với cái tầm giá này thực sự là các bạn chọn từ trên xuống dưới thôi. Các bạn chọn cái đắt nhất các bạn mua. Nhưng mà có một điểm mình lưu ý với các bạn, đó chính là thứ nhất, các bạn chọn nguồn nói chung là khoảng tầm
80 plus ấy, thì các bạn chọn cho mình những chiếc nguồn mà nó 80 plus hoặc tầm gold trở lên, thì các bạn sẽ có những con bộ máy nó rất là gọi là tiêu thụ điện năng một cách hiệu quả và tiết kiệm điện hơn, và cũng như linh kiện bên trong sẽ tốt hơn những con nguồn chỉ 80 plus, ví dụ ở bronze, silver chẳng hạn. Các bạn tầm này các bạn thừa sức lựa chọn những con nguồn 80 plus gold như là chiếc Hydro G Pro ở đây rồi. Về phần nhân vật chính là nguồn bên trong đã xong, thì bây giờ đến là cái phần main board. Và anh em lưu ý cho mình một cái, đó là những con cây như thế này, và nếu anh em lắp con tản ở bên trên và anh em lắp cái gì cũng được, nhưng mà anh em có một cái đó chính là hãy lắp cho mình cái dây CPU vào trước. Đây, hãy lắp cho mình dây CPU vào trước, tại vì không tí nữa anh em luồn là đau hết cả tay ấy. Và ESP không cho chúng ta cái kẹp hai cái dây 4 pin này vào nhau. À, phải để ngựa ra mà. Chúng ta sẽ đặt comment vào đây, có một cái rất là hay của nó sẽ ST nhé. Và cũng như là Lion Lee hoặc là vài cây Fantech chẳng hạn, thì họ sẽ để một cái mấu cao hơn ở đây, nên các bạn có thể gài main vào và nó không rơi. Nó không rơi nhé. Họ để gài sẵn đây. Các bạn đảm bảo là 9 lỗ, cứ là gài một lỗ và 8 lỗ còn lại nó sẽ đúng vị trí. Rồi, và bây giờ những cái phần dây dợ linh tinh thì chiếc con vỏ cây nặng có. Thì chiếc con RZT này H7 này chúng ta sẽ có dây tai C, dây USB 3.0, các thể loại dây khác nhau. Và xin cảm ơn RZT và những hãng cây nào mà các bạn làm cái cổng front panel nó thành một cụm như này. Tại vì trước đây chúng ta thấy những cái sợi dây nó lòng ngoằng có 4 dây khác nhau cơ, nhưng bây giờ RZT thì họ cho chúng ta một cái cổng front panel gộp lại hết rồi. Cắm rất đơn giản, các bạn không cần quan tâm đúng sai nữa, đúng chỗ front panel cắm vào là được. Và các hãng cây khác làm ơn học theo RZT ở khoản này nhá. Làm ơn. Nó quên gì đúng không nhỉ? Bây giờ anh phải lắp ráp vào chứ. Đúng. Thế chung trống, thiếu tản nhiệt. Đây, thì nếu mà hay nhất ý, hợp với bộ này nhất ý, đó chính là chiếc RZT Kraken Z73 là con này này. Nhưng nó RGB và nó màu trắng. Nhưng đáng buồn là mình chả con nào ở showroom cả, hoặc chả con nào ở studio cả, nên mình bất đắc dĩ, mình phải chọn một con khác. Chứ các bạn có con này này, các bạn để hình Messi vào đây này, LCD hình Messi luôn, uy tín luôn, nhưng mà chúng mình không có con nào ở đây cả để có thể gắn được lên cây, nên là mình bất đắc dĩ phải chọn đó chính là chiếc Cooler Master màu trắng ML360LV2 ARGB. Mày thì khá là rẻ, nó chỉ có tầm dưới 3 triệu thôi, vẫn là RAT 360, rẻ, nói chung là rất là rẻ. Mình sẽ gắn vào đây và nó cũng có đầy đủ RGB nhá. Bộ quạt một RGB và logo Cooler Master ở đây cũng chỉnh là LED luôn. Chúng mình sẽ cố gắng chọn những cái gì mà nó có cái gọi là cái LED xen kẽ giữa màu trắng và màu xanh. Từ hôm trước ấy, chúng mình còn nói chuyện ở trên livestream, mình thưa để như này là hợp nhất này. Mình để trên này nó hiệu năng cao nhất nhưng mà nhìn nó hơi ngu si, nên là hôm nay mình sẽ theo vẻ đẹp, mình sẽ không liên quan đến vấn đề gọi là cái hình thức, à không, phải là hiệu năng nữa. Mình sẽ để tầm đợt này à. Và các bạn thấy đây là một chiếc tản giá nó khá là rẻ, nên các bạn nhìn thấy này, nó phần két đồng rất là mỏng, phần két nước nó rất là mỏng nhá. Và nó cái này mình thấy giống con EKSE 360, nhưng không biết là nó có khác không, nhưng mình thấy giống na ná. Nói chung đây là một con tản màu trắng cơ bản cho các bạn, và đặc biệt các bạn có đèn LED RGB cho quạt. Cái mình cần là cái này này, tại sao cần thì tí nữa các bạn sẽ biết. Mình sẽ để con quạt xem hướng này đấy. Rồi sau lúc lắp, mình khá là ngại cái vấn đề ốc vặn 12 con này, nhưng mà sau khi mình nhận ra ốc Cooler Master vặn được bàn tay rồi thì mình lại quý Cooler Master. Và đây, phải đi cái dây này vào trước. Toàn bộ dây này sẽ đi vào phía trong. Đâu? À. Rồi, này đã xong này. Bây giờ còn phần bơm cũng RGB à? Bơm RGB luôn. Và đừng quên một việc nha các bạn nhé, đó là tra kem tản nhiệt. Tra một ít vào giữa thế này. Tra một ít vào giữa thì là đủ rồi. Các bạn mà cẩn thận hơn thì các bạn thì tra nhiều thứ hơn, nhưng mình không cẩn thận nên mình tra một cái thôi. À đây, Cooler Master. Và chúng ta sẽ phải đè ngửa ra. À, đây là dây CPU fan. Dây CPU fan chúng ta ở đâu?
Đu. Sâu ấy. Sâu. Sâu ấy. À đây. Giòn ấy, sâu ấy. Mình cũng không cắm được tại vì ở trong này này. Họ bọc lại cái dây, bọc lại cái đầu fan. Chụp đầu fan bằng một cái dây, bằng một cái cao su ở đây. Đôi khi cẩn thận quá làm người ta khổ. Rồi đây, đắp ba cái quạt Cooler Master Sticker Flow ARB. Đây là ba con quạt có giá khá là rẻ. Và đặc biệt là cái mình cần nó, đó chính là LED RGB để mình chỉnh được. Và cái thứ hai, đó chính là đồng bộ với main. Để tí nữa mình sẽ chỉnh màu theo từng kênh quạt một. Và cái phần chỉnh màu theo từng kênh quạt là cái phần mà tí nữa mình sẽ cho các bạn xem là tại sao mình cần chỉnh như thế. Đây, chúng ta sẽ có ba con quạt này nhé. Gắn trước ba con quạt vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ gắn con này vào đây. Đây, cái bộ Cooler Master này nó sẽ đi kèm một cái điều khiển. Nó sẽ không hoành tráng như là bộ điều khiển của con Oni-One này đâu. Cái nhỏ gọn thôi. Và mấy cái thứ linh tinh. Đây, gắn vào để các bạn đồng bộ với cả bộ mạch trục. Bây giờ nhá, mình muốn như thế này. Cái mình muốn ấy, nó chính là xanh, trắng, xanh, trắng, xanh, trắng. Tức là ba cái quạt này sẽ màu xanh và ba quạt này sẽ màu trắng. Nên mình sẽ không thể cắm tất cả 6 quạt vào một controller được. Tại vì controller này của chúng ta không có điều khiển. Nó chỉ là bộ chia thôi. Nên mình sẽ chia ra hai bộ. Một bộ mình sẽ cắm là ba con quạt xanh ở đây, một bộ cắm ba quạt trắng ở đây, và để cắm vào hai cổng ARGB ở phía dưới này, mình sẽ chỉnh từng kênh led theo từng màu một, và như thế mình sẽ có được cái cọc xanh trắng. Thay vì cái việc ví dụ như các bạn dùng những controller như của NZXT hay là có xe thì các bạn có thể chỉnh từng kênh màu của từng con quạt được, nhưng mà rất tiếc đây là Cooler Master giá rẻ nên là các bạn sẽ không thể chia được đâu. Cooler Master sẽ bắt chúng ta phải cắm nối tiếp những con quạt này với nhau vào chung một cổng ARGB, nhưng mà mình không muốn thế nên là mình đang nghĩ về cách nào bây giờ nhỉ. Ví dụ ba con này này. Đây mình sẽ tìm, đây là dây quạt ở ngoài cùng này. Và đây là hai con màu xanh, hai con màu xanh ở đây. Mình sẽ nhìn mò ở đây là hai con màu xanh ở đây, mình sẽ gắn vào cái controller chỗ này. Đây là của bơm cũng sẽ là màu xanh, bơm cũng sẽ màu xanh, bơm sẽ gắn vào đây luôn. Bơm mà nền trắng, nền trắng là phải chơi màu xanh ấy, đúng không? Rồi còn đây con màu trắng sẽ là ở giữa, màu trắng là sẽ là hai sợi này. Rồi một điểm rất là vui, rất là cảm ơn, chúng ta sẽ có đến 3 cổng ARGB trên con main này. Nên là mình sẽ chỉnh. Đây là toàn bộ những dây màu xanh nhé các bạn nhé. Hai cái ở ngoài cùng và một cái ở đây là màu xanh nốt. Rồi và qua đây cho cắm vào đây luôn thầy. Rồi đây là toàn bộ dây màu xanh. Và tất cả dây màu xanh này mình sẽ cắm thông qua một cổng ARGB. Mainboard sẽ là gắn vào đây. Mainboard ARGB. Mainboard điều tốc. Và chúng ta cắm dây nguồn SATA vào đây. Mình cần một dây SATA này. Mình cần hai dây SATA này. Và tí nữa bộ của Lion Lee mình xem là bao nhiêu dây SATA. Rồi trước mắt đây chúng ta sẽ cần cắm đây là một dây màu trắng. Dây màu trắng thì rất là đơn giản thôi. Rồi đây chúng ta sẽ cắm toàn bộ nhá. Đây là kênh màu trắng này. Kênh màu trắng mình sẽ cắm nó vào đây. Đấy. Hợp lý không? Và cái này sẽ cắm lên bo mạch chủ. Và do cái dây này này nó quá ngắn không cắm được vào bên boss nên là màu trắng rất hay. Chỉ cơm các bạn, màu trắng thì đơn giản rồi. Cắm thẳng vào hấp này là xong. Là có màu trắng. Rồi. Và những cái dây nguồn còn lại của quạt. Đây. Dây nguồn quạt sẽ đi vào đây hết. Đây, dây nguồn quạt đi vào đây hết. Và đây là dây màu trắng. Và chúng ta còn thiếu một cái. Đó chính là dây nguồn 24 pin RGB của Lion Lee. Và cái dây này chúng ta buộc phải cắm vào máy tính. Tại sao? Tại vì chúng ta có đến 24 chế độ LED cơ mà. Mình muốn nó sọc theo ý của mình thì nó phải làm theo ý của mình. Chứ chúng ta không thể mà để nó chạy một màu được. Thế rất là tều. Đây là một cái bộ máy có lẽ là một trong những bộ máy mình thấy nhiều RGB nhất. Nó thật nhiều kênh ý. Và nhìn sơ sơ có vẻ chúng ta sẽ cần đến khoảng tầm là 3 phần mềm điều khiển LED khác nhau. 3 đến 4 phần mềm điều khiển LED khác nhau, có xe nữa mà. Rồi, bây đến phần khó khăn nhất. Đây chúng ta cần đến là 3 dây nguồn SATA khác nhau. Nên là mình sẽ phải cần đúng là 3 cái dây nguồn SATA. Rồi, đây là dây cảm màn hình này. Mình sẽ để ra tiền tí nữa, mình có thể chơi cảm màn hình sau. Đây là đầu tiên đến cái phần đi dây. Thì trước tiên là NZXT, mình nói về sự thông minh của họ này. Các bạn sẽ đi dây hết, dây nguồn 24 pin là đúng với dọc dây của NZXT là vào đây.
quá là gọn luôn. Họ để sẵn khe để chúng ta đi luôn và nó sẽ không thừa, không thiếu đi đâu một tí nào cả. 2G cả, tí nữa chúng ta sẽ xử lý. Bây giờ là đến phần ổ nhện nhện. Mình có gọi là ổ nhện. Quá nhiều dây ở đây và mình sẽ trước tiên là bó hết tất cả dây này. Sẽ là đi vào bên khu vực này. 3,000 years later. Và với cái dây Lionly này thì các bạn hãy lưu ý cho mình là đi nhảy đẹp hơn rất là nhiều. Bạn đi vòng hẳn ra bên ngoài ấy, nhìn nó sẽ cực kỳ dài cái dây so với việc là đút qua lỗ này. Đây các bạn nhìn dây rất là dài, nhìn nó rất là đẹp. Và cuối cùng là cạc màu trắng. Cạc màu trắng chúng ta có gì? Như hôm trước livestream mình với Hoàng cũng đã có một con cạc màu trắng là con 4090 của Colorful đúng không nhỉ? Colorful. Và thực sự là mình rất thất vọng với con cạc đấy, tại vì nó rất là lòng hoàng, nhìn nó còn xấu, sao nhìn dây dỡ nó hoàn toàn là vằn lên. Không, không Colorful. Lựa chọn này của mình là Here by Aero. Đấy. Mặc dù mình rất muốn dùng chung main và cạc của một hãng, ví dụ như main cạc Asus hoặc là main cạc Gigabyte, main cạc MSI gì đấy, nhưng mà chúng ta không có main cạc nào chung màu trắng cả. Nên là lựa chọn của chúng ta vừa nhỉ? Mời mày qua vừa. Gigabyte RTX 4080 Aero. Mình rất thích nếu mà nó có 4090, nhưng mà hiện tại là Aero chỉ có 4080 là mocking rồi. Đây là món cạc màu trắng có thể là đắt nhất các bạn có thể mua được hiện tại. Bạn nhìn không? Ba con quạt màu trắng rất là đẹp luôn. Đây mặc dù là không màu trắng mà mình thấy sao họ không ốp lên màu trắng nữa nhỉ? Sau làm tấm backplate kim loại màu bạc nhá. Đây, ôi trời, nhiều cái này cơ mà. Đây là cái gì đây? Đỡ cạc luôn. Đỡ cạc nữa luôn. Hai kiểu đỡ cạc luôn, đỡ cạc 69 tư thế luôn. Ốc đỡ cạc luôn. Đây là dây chia nguồn. Và hôm nay thì mình sẽ không dùng đỡ cạc đâu nhá, mình sẽ không dùng đỡ cạc. Mình muốn một cái vẻ đẹp thuần khiết nên là mình sẽ nói không với đỡ cạc. Nhưng các bạn dùng ở nhà nên đỡ. Tại vì dùng lâu ấy nó sẽ bị mình nghĩ sẽ bị sệ với mức cân nặng khoảng tầm hơn 2 cân đến 2 cân rưỡi cho một chiếc cạc màn hình, thì việc dùng đỡ cạc là một cái vấn đề mình nghĩ là khá là cần thiết. Rồi, cạc chúng ta sẽ là 2 slot ở trên main và 3 slot độ dày. Nên là mình sẽ thi tháo hai cái này ra thôi. Quái vật RTX 4080. Siêu nguồn điện, siêu khỏe, siêu to. Mình không thể sửa được cái màu trắng ở đây. Tại mặc định các bạn phải dùng một cái dây nối dài xấu như này. Làm ơn Lionly có thể làm một cái dây nối dài RGB chia 3 như thế. Hoặc là bất cứ một hãng nào đi, đừng bắt chúng mình phải dùng những cái dây nó xấu như thế này nữa. Nhìn nó xấu, nó bẩn, nó còn dễ cháy nổ chứ. Tại vì các bạn chỉ cần gập dưới 3cm thôi là các bạn sẽ có nguy cơ cháy nổ ngay lập tức. Bây giờ mình sẽ đóng vỏ cây lại đã. Đóng vỏ cây lại. Mình sẽ bóc này ra. Cảm giác thích cây mới là gì? Đó chính là bóc. Và bây giờ đến giờ phút bật thử con máy tính lên. Ui, RGB ấy nhỉ? Bạn thấy không? Tất cả mọi chỗ đều có RGB, nhưng mà cái chúng ta cần có phải RGB đâu. Bây giờ sẽ đến cái phần mà mình sẽ setup lại toàn bộ đèn LED bên trong này và xem mà đúng tông màu sẽ như thế nào. Và bây giờ mình đã bê con máy vào trong cái bàn liên minh của chúng mình và mình cũng đi kèm đấy nó rất nhiều thứ màu trắng. Chính là màn hình MSI màu trắng. Chúng ta có bộ chuột phím đến từ Razer cũng màu trắng, nhưng mà sau khi mình mở ra mình dùng ấy, nhận thấy là những bộ chuột phím này phù hợp với văn phòng hơn là liên minh, khi mà con chuột nó rất là bé. Và các bảng phím thì nó cũng bé, nó không có lên xuống trái phải cơ. Nhưng mà thôi, đấy là cho màu trắng cùng tông tông thôi. Còn bây giờ cái chúng ta quan trọng đó chính là đèn LED của bộ máy này. Không có đèn LED ấy, thì không thể nào gọi là trắng xanh hay tí nào được đúng không? Và mình nhìn sơ sơ thì mình phải dùng đến khoảng tầm 3 hay 4 phần mềm gì đấy khác nhau để chỉnh hết tất cả LED. Đầu tiên thì ba kênh LED của ba cái đèn LED trước và phía trên mình đã chỉnh thành màu xanh rồi. Và bây giờ mình sẽ dùng là Asus Armory Grade. Armory Grade là đầu tiên là phần mềm chỉnh LED của Asus, nó sẽ tương tác với cả cái mainboard và những cái gì cắm vào mainboard là có mấy cái đèn LED này. Và những theo như là ban đầu setup ấy thì tất cả những cái đấy chúng ta sẽ cho thành màu trắng. Đấy, rất đơn giản, nhanh gọn thôi.
Rồi tất cả bây giờ các bạn thấy là tông xanh trắng đó trên quạt tiền tản nhiệt và mặt trước cây là xanh trắng rồi nhá. Xong. Về tiếp đến phần mềm thứ hai, đó chính là của thanh RAM RGB, nó chính là Corsair IQ. Các bạn ạ, đây là cái vấn đề khi mà các bạn dùng quá nhiều thương hiệu LED trong một cái cây, các bạn dùng rất nhiều phần mềm. Rồi bây giờ chúng ta đến Corsair Ryzen. Mình sẽ chuyển thành màu tĩnh nhá. Màu tĩnh, thanh 1 và thanh 3 sẽ là màu trắng. Và thêm một layer nữa là thanh 2 và thanh 4. Solid đây nhá. Solid này. Thanh 2 và thanh 4 mình sẽ chuyển sang màu xanh. Đấy, thấy chưa? Trắng xanh. Ok nhá. Bây giờ mình sẽ xong cái phần quạt và phần LED rồi. Bây giờ cuối cùng là cái phần dây RGB. Chúng ta dần phần mềm NCodec của Lionly. Đây là phần mềm có rất nhiều chế độ, các bạn chỉnh được LED, có 6 cụm LED khác nhau, các bạn chỉnh được thoải mái. Và mình sẽ chơi chỉnh đồng bộ ấy. Cho thử chế độ Ripple đi. Không phải RGB quá. Parallel đi nha. Rồi, cái này có vẻ là hợp lý à. Đấy. Các bạn thấy không? Toàn bộ máy chúng ta được chuyển sang tầng màu xanh và trắng. Nó chỉ hơi lệch một tí ở giờ chỉ cái đèn quạt ở phía trên và phía trước ấy, thì nó hơi bị xanh đậm quá, rồi còn lại là mainboard này, RAM này, rồi cả cái dây Lionly sáng này đều là kể cả mây trắng xanh hết toàn bộ đúng với tông màu của Messi. Và bây giờ chúng ta thử thêm bộ máy 100 củ của Messi này xem là chơi game xem như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ có game gì ở đây nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ thử là xe bằng 2007 xem là cái bộ máy của Messi này chơi như thế nào. Nói chung là với cấu hình mà 13.900K với cả 4080 ý, thì mình nghĩ là chúng ta cũng chả có gì để nghĩ về gọi là sức mạnh gaming cả. Bởi vì nó cần cái cấu hình mapping bây giờ trên các căn nhà chỉ có 4090 thôi. Ui dồi. Chúng ta là 24 nhân các bạn nhé. Để mình chưa sửa tên, thế là tí nữa mình sẽ bỏ này đi. Rồi bây giờ mình chỉnh hết tất cả setting này. Tất cả nó cũng trai hết đi. Và độ phân giải sẽ là đây là màn hình 2K thôi, nhưng mà các bạn mạnh dạn nếu mà dùng cái bộ này thì các bạn yên tâm cho mình là chơi 4K đi. Rồi chơi benchmark thử nhá. Nó chạy qua một lượt benchmark và trong lúc benchmark thì mình sẽ nói qua về tông màu đây. Có thể là toàn bộ đang cố gắng là để tông màu xanh hết, nhưng mà cái vấn đề có một vấn đề đó chính là tất cả bọn nó màu trắng ấy, thì mỗi linh kiện ở bên trong nó có một cái tông màu trắng khác nhau. Bạn có thể là sự trắng của quả cooler master này nó khác sự trắng của mainboard, cũng khác đến sự trắng của chiếc cặn aero gearbox, cũng khác sự trắng của vỏ cây luôn. Màu trắng của cooler master thì hơi ngả vàng, còn màu trắng của nó đây thì hơi ngả xanh. Nên là cái đấy anh em chơi màu trắng sẽ biết là nó sẽ khá là khó đồng màu, cũng như là cái hệ màu này mình để là cốt màu tất cả đều là giống nhau, nhưng mà các bạn có thể thấy là cái mã màu của Lionly nó đậm hơn của Corsair một chút, và màu trắng của Corsair nó không trắng mà trắng của Asus. Đấy là cái vấn đề khi mà các bạn muốn đồng bộ màu mà các bạn không chơi chung một hệ thì nó sẽ bị như thế. Đây là cái nó. Đây chúng ta đạt là 139 FPS, con số rất là cao. Hình ảnh rất là mượt. Đây chỉ là màn hình 2K thôi, mà thực sự với cái bộ máy này các bạn nào mà đang dùng ấy thì mình khuyên các bạn là mua cho mình màn hình 4K nhé. Đây là 2K chẳng qua là vì nó màu trắng thôi, không có thể chơi 4K mới chuẩn. Rồi chúng ta đã đến hết phần benchmark và đây Ray Tracing Ultra. Ray Tracing Ultra ở 2K mà chúng ta có đến là 125 FPS trung bình. FPS trung bình 125, 57 này là FPS tối thiểu là 57, trung bình 125. FPS tối đa 174, nói chung là nó quá khủng khiếp. Bật Ray Tracing Ultra thì đèn Melee và nhiệt độ của máy hình thế nào? Các nhân đang chạy, các nhân P-Core là khi gaming là khoảng 5.5 GHz. Đây là một cái mức zoom khá là cao và nó chưa đạt đến mức 5.8, tại vì 5.8 các bạn phải đạt được đó chính là khi mà nó dùng một ống hai nhân và đạt nhiệt độ thấp ngạn. Và nhiệt độ khi mà chơi game đây là 88 độ C này. Bây giờ còn 64 khi mà chơi game tối đa là 88 độ. Và đây nhiệt độ là 88 độ. Các màn hình thì các bạn có thể xem là đây là mainboard chỉ 30 độ này. Bây giờ là VRM chỉ có 53 độ C thôi, rất mát. Đây cả màn hình là 57,3 độ C. Chung là chưa gì có thể làm khó được con cả màn hình này cả. Và tổng kết lại thì về cái bộ máy 100 triệu này với tông Argentina xanh trắng này này, thì về hiệu năng thì ok, đó là tổng hợp những cái linh kiện tốt nhất hiện tại mà các bạn có thể mua. Màu trắng không gì tốt hơn đâu, chứ các bạn mà thích tự làm khó mình và mua con
cạc 4090 của Colorful thì không có thể mua, nhưng mà theo mình các bạn đừng nhé, chơi 4080 Aero này hoặc là có 4090 Aero thì là càng tốt. Và điểm mình chưa hài lòng đầu tiên đó chính là RAM. RAM thì nếu mà các bạn có những cái RAM tiết RAM có xe Dominator RB màu trắng chẳng hạn, hoặc là những cái RAM Kingston, hoặc là của ATA XPG màu trắng và là led thì rất là đẹp. Đây thì mình chỉ có sẵn đó chính là cái RAM màu đen thôi. Mặc dù lắp thì nó không gọi là không bị lộ màu đen quá, nhưng mà nó hơi cần cấn. Và thứ hai là tản nhiệt. Mình rất thích nếu mà chúng mình có một con Z73 RGB màu trắng ở đây, mình còn đang để hình Maxi và để hình World Cup vào giữa này, nhưng mà hiện tại mình chỉ có con tạp cooler Master thôi. Nên là đây là những cái gì tốt nhất hiện tại chúng mình có. Và nếu các bạn mua và tìm những cái linh kiện như mình bảo thì bộ máy này có hoàn hảo hơn rất là nhiều. Và bây giờ thì các bạn nếu thấy video hay thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Hacom nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.